Xin mời kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 31 tháng Giêng năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Maryland loan báo ca nhiễm biến thể Covid-19 ở Nam Phi, ca thứ ba ở Mỹ. Tòa án cho phép tiếp tục trục xuất trẻ em di dân không có người đi kèm mà không cần phiên tòa xét xử. Số người chết vì Covid-19 ở quận Cam vượt quá 3.000 ca. Không đồng ý chiến lược pháp lý của ông Trump, năm luật sư vụ trút phế rút lui. Quận Cam trợ cấp 10.000 Mỹ Kim tiền nhà cho cư dân. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì Magellan loan báo ca nhiễm biến thể COVID-19 mới được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi. Thống đốc Larry Hogan công bố vào hôm thứ Bảy ngày 30 tháng Giêng, theo CNBC, đây là trường hợp thứ ba nhiễm biến thể lây lan mạnh có tên là B.1.351 à, ở Hoa Kỳ. Bệnh nhân là người lớn sống ở Baltimore, gần đây không đi nước ngoài, giới chức y tế Maryland và Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC xác nhận. Hai ca bệnh đầu tiên ở Mỹ nhiễm biến thể COVID-19 Nam Phi được phát hiện ở South Carolina vào hôm 28 tháng Giêng. Những biến thể khác xuất hiện ở Mỹ có nguồn gốc ở Anh Quốc và Brazil. Tất cả những biến thể này dường như không gây bệnh nặng hơn hay làm tăng nguy cơ tử vong, nhưng có lẽ lây lan rất mạnh. Giới chức y tế đang đặc biệt lo ngại về biến thể này vì nghiên cứu ban đầu cho thấy các loại vaccine hiện nay dường như ngừa virus này ít hiệu quả hơn. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã ký cấm nhập cảnh đối với hầu hết người ngoại quốc mới đây có đến từ Nam Phi, đồng thời phục hồi lệnh cấm nhập cảnh công dân ngoại quốc từ Anh Quốc và Brazil. Hơn 25.9 triệu người Mỹ nhiễm COVID-19 và ít nhất là 436.000 người chết kể từ đầu đại dịch cho đến nay, theo Johns Hopkins University. Trong khi đó, thì một hội đồng thẩm phán gồm 3 thành viên đã cho phép các viên chức biên chế Hoa Kỳ sử dụng chính sách khẩn cấp từ thời cựu Tổng thống Trump để trục xuất nhanh chóng những trẻ em nhập cư không có người đi kèm khỏi Hoa Kỳ mà không cần phiên tòa hoặc phỏng vấn xin tị nạn. À, các thẩm vấn là chokori kassas và naomi rao và justin walker của tòa án hoa kỳ ở washington dc đã tạm ngưng một lệnh từ tòa án cấp thấp hơn ngăn chính phủ trục xuất trẻ em bị bắt dọc biên giới hoa kỳ mà không có cha mẹ hoặc là người giám hộ hợp pháp cả ba thẩm phán đều cho cựu tổng thống trump bổ nhiệm hiện vẫn chưa rõ chính quyền của tổng thống biden có tiếp tục chọn cách trục xuất trẻ em không có người đi kèm hay không vào tháng 3 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC cho phép cơ quan di dân Hoa Kỳ trục xuất tất cả những người vượt biên giới trái phép, bất kể tuổi tác hoặc là có ý định xin tị nạn. CDC cũng cho rằng chính sách này là cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 trong dòng người di chân ở các cơ sở và cộng đồng biên giới. Ba cựu viên chức chính quyền của ông Trump nói với hãng truyền thông CBS News rằng cựu giám đốc CDC là Robert Redfield đã ký chính sách này do áp lực từ Tòa Bạch Ốc và sự phản đối của các chuyên gia CDC. Ước tính có khoảng 13.000 trẻ nhập cư không có người đi kèm đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ trước khi thẩm phán quận Hoa Kỳ là Emmett Sullivan ra lệnh cho chính quyền của ông Trump ngừng hoạt động vào tháng 11. Và quận Cam của chúng ta cũng đã xác nhận thêm 43 người chết vì Covid-19 vào hôm thứ Bảy ngày 30 tháng Giêng, nâng số ca tử vong của quận Hạt lên tổng cộng là 3.018 ca, theo chính chức y tế địa phương. Hơn 1 phần 3 trong tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở quận Cam, à, 1.143 ca, xảy ra trong tháng Giêng này. Cũng trong ngày thứ Bảy, cơ quan y tế quận Cam loan báo thêm 1.279 người nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên tổng cộng là 231.036 từ đầu đại dịch đến nay. Cơ quan này cũng thông báo có 1.442 người đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện địa phương, giảm 79 người so với báo cáo trước. Số bệnh nhân nằm phòng chăm sóc đặc biệt ICU hôm thứ Bảy là 394 ca, giảm 32 so với hôm thứ Sáu. Số bệnh nhân tổng cộng trong bệnh viện hiện nay bằng với hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Trong hai tuần vừa qua, quận Hạt xác nhận thêm khoảng 20.223 ca nhiễm COVID-19. Tính đến thứ Bảy, cơ quan y tế quận Cam ước tính có 173.862 người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh. Trong khi đó, thì năm luật sư trong nhóm bào chữa cho cựu tổng thống Donald Trump à, trong phiên rút phế rút lui những người biết vụ này cho hay, theo CNN vào hôm thứ Bảy ngày 30 tháng Giêng, được biết là các luật sư đã rút lui cho bất đồng về chiến lược pháp lý của ông Trump trong khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến phiên rút phế thượng viện ông Bert Powers và bà Deborah Babier dự trù sẽ nằm trong số những luật sư chính rút khỏi nhóm pháp lý một người biết về vấn đề này cho hay cả hai người này rút lui theo quyết định của cả hai bên ông Powers người trưởng nhóm pháp lý có nhiệm vụ tổ chức nhóm này ông Josh Horsworth luật sư của North Carolina mới được đưa vào nhóm cũng rút lui theo một người biết về vụ thay đổi này hai luật sư là johnny casser và Greg harris ở south carolina cũng không còn tham gia vụ bào chữa nữa một người biết về việc các luật sư ra đi cho cnn hay là cựu tổng thống trump muốn các luật sư tranh cãi rằng cuộc bầu cử bị gian lợn lan tràn và ông bị đánh cắp cuộc bầu cử chứ không tập trung vào tính pháp lý của việc rút phế một tổng thống sau khi hết nhiệm kỳ năm luật sư này chưa được trả bất cứ bất kỳ thù lao hoặc là chưa bao giờ ký hợp đồng ông powers là luật sư nổi tiếng ở colombia South Carolina, từng làm việc cho Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống George W. Bush. Bà Pavia cũng là luật sư ở South Carolina, từng tham gia vài vụ nổi bật và từng là công tố viên liên bang trong 15 năm ở tiểu bang này trước khi mở công ty luật riêng. Ông Kasser và ông Harris từng là công tố viên liên bang, còn ông Hotwer từng là luật sư độc lập trong hai vụ điều tra là Whitewater và Monica thời Tổng thống Bill Clinton và từng làm việc 10 năm cho Bộ Tư pháp. Và cũng liên quan đến phần tin ở quận Cam, thì bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 1 tháng 2 thì quận Cam có chương trình trợ giúp tiền thuê nhà và tiền phòng hay còn gọi là ERA à, các thú vị tới 10.000 Mỹ Kim để hỗ trợ cho cư dân thuê nhà gặp khó khăn do Covid-19 gây ra Ngoài tiền nhà, chương trình này còn trợ giúp cư dân trả tiền gas, điện và nước Muốn xin trợ giúp hay là muốn biết thêm thông tin vào ERA 211 OC hoặc là nhắn tin ERA đến số 898211 hoặc gọi số 211 bằng tiếng Anh. Đợi hội đủ điều kiện nộp đơn xin trợ cấp, người nộp đơn phải bị thất nghiệp hay là giảm giờ làm hoặc là phải bị giảm thu nhập nếu mà kinh doanh vì đại dịch trong lúc vẫn phải chịu chi phí đáng kể như trước hoặc là chứng minh được rằng có nguy cơ sắp gặp phải tình trạng vô gia cư hoặc là bất ổn về nhà ở. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.